Mèo là động vật có vú, là thú nuôi vô cùng quen thuộc của mọi nhà, ngay cả Việt Nam hay nước ngoài, bởi chúng rất dễ thương, đáng yêu và nét đỏ sáng, kiêu hãnh của loài mèo. Mèo vốn sinh ra như một giống quý tộc, bạn sẽ không thể không bắt gặp những mèo của bạn tỏ ra rất chảnh và khá là khó tính, thường xuyên nhấm láp, trải chuốt một cách quý tộc. Nhưng nó cũng không thiếu những lúc nghịch ngợm, lắm trò và đôi khi bạn thấy khó hiểu trước những hành động kỳ lạ. Nhưng hết đỗi dễ thương, bạn sẽ dựng tin trước vẻ đẹp và đáng yêu của loài mèo qua video này. Nuôi mèo cũng có thể ngăn ngừa và hạn chế một số bệnh với huyết áp, tim mạch, giảm căng thẳng. Và tiếng meo meo chỉ dành cho con người, còn đối với đồng loại nó sẽ có tiếng kêu riêng. Mèo là loại động vật có thể ngủ 16 tiếng đồng hồ mỗi ngày. Những tư thế ngủ của mèo rất đa dạng. Mèo chỉ cho bạn thổi bụng khi bạn đã thân thiết và nó cảm thấy thoải mái, an toàn. Mèo rất thích định chủ. Bên cạnh đó, cách để chúng đánh dấu mùi của nó. Mèo có thể nhìn thấy màu đỏ, xanh ra trời và trong lá cây. Mèo thường xuyên cào móng để mài móng và điều đó cho thấy mèo bạn đang cảm thấy hạnh phúc. Đó là nhu cầu bắt buộc mà mèo cần phải làm. Thân nhiệt của mèo cao hơn con người, vì vậy mùa đông ôm chúng là điều rất sung sướng. Mèo là động vật ăn thịt và mỗi ngày chúng cần ít nhất 30% lượng protein. Mèo rất thích giao tiếp với chủ, bạn thân thiết, vuốt ve, nói chuyện với mèo nhiều hơn thì mèo của bạn cũng sẽ thích bạn hơn. Nũng nịu và trả lời bằng những hành động và những tiếng kêu đáng yêu. Tim mèo đập khoảng 140 lần trên phút. Màu mắt của mèo sẽ đổi từ khi sinh ra đến khi trưởng thành. Mèo cái cũng như con người, nó cũng tới tháng, nó sẽ kêu âm ỉ khi đến đợt. Chân trước của mèo có 5 ngón nhưng chân sau chỉ có 4 ngón mà thôi. Khi thoải mái, mèo thường có những tiếng rồ rồ trong người của nó. Khi ngủ, một số con mèo cũng ngáy như con người. Mèo rất thông minh, chúng có thể nhớ đường về, chúng có thể nhớ những gì bạn dạy như ngủ đúng chỗ, đi vệ sinh đúng chỗ, nhờ các tế bào tự tính trong não của chúng. Mèo có vân mũi. Lông tai của mèo có tác dụng cách nhiệt và lọc tiếng ồn. Tai mèo rất thính và chúng có thể chạy với tốc độ tối đa 50 km/h và chạy rất nhanh.